Tôi đã nói với bà, không được cho ai biết chuyện tôi tới gặp bà. Tại sao bà lại dám chặn xe tôi trước mặt thằng lũ như vậy? Lỡ như nó đồn ra ngoài, tới tai má chồng tôi thì sao? Tôi biết, nhưng nếu không làm vậy thì làm sao tôi có thể gặp mợ hai được? Chuyện gì? Mấy bữa nay tôi suy nghĩ nhiều lắm. Chắc là tại lúc đó tôi làm ác, bây giờ ông trời ông trả báo tôi. Cho nên bây giờ tôi muốn chuộc lại lỗi lầm đó mợ hai. Chuyện bà phạm lỗi rồi bà có ăn năn hối hận hay không là chuyện của bà. Bà nói với tôi làm gì? Vì chuyện đó có liên quan tới mợ hai. Liên quan tới tôi hả? Mợ hai, tôi nghĩ mợ đừng tìm thuốc chạy chữa cho cậu hai làm gì, mà cũng đừng đi cầu tự làm cái gì nữa. Không bao giờ có kết quả đâu mợ hai. Bà nói như vậy là ý gì? Tại sao lại không có kết quả? Tại vì hồi đó cậu hai từng bị oai bỉ. Oai bỉ? Dạ. Bà nói chồng tôi, anh Văn, từng bị oai bỉ sao? Phải. Cậu hai bị như vậy, nhưng bà hỏi giấu không cho ai biết hết. Lúc đó ông nhà tôi, ổng là thầy thuốc, từng tới nhà khám cho cậu hai nên ổng mới biết mà thôi. Nhưng mà nếu má tôi biết anh Văn bị oai bỉ, tại sao lại còn trách móc tôi không sinh con? Chuyện này thì tôi không biết. Nhưng mà năm xưa cũng vì chuyện này mà tôi mới bị má con Dung từ hôn với cậu hai đó. Bây giờ thì bà chịu khai rồi. Thì ra là lý do này, chứ không phải là vì hai người họ không hợp tuổi. Thật ra con Dung nó tuổi hợi, nhưng vì muốn từ hôn khéo nên má con Dung mới nói với bà Hội là con Dung tuổi Dần. Thành ra khi bà Hội đi coi thầy thấy kỵ tuổi nên chịu hồi hôn ngay. Bà cũng giỏi mưu mẹo dữ. Tôi không phải là người giỏi mưu mẹo, cũng không phải là người độc ác. Chỉ vì năm đó thằng con của tôi nó thương con Dung dữ lắm, nó năn nỉ tôi. Tôi cũng vì thương con cho nên. Vậy rồi bây giờ bà nói cho tôi biết chuyện này để làm cái gì? Bà muốn lấy bí mật này để ép tôi hả? Tôi đã làm chuyện ác nhân thất đức một lần rồi, giờ canh cánh bị quả báo nên sẽ không làm chuyện ác nữa đâu. Hôm nay tôi gặp mợ hai, nói cho mợ hai biết cái bí mật này. Thứ nhất, tôi muốn lương tâm tôi thanh thản. Thứ hai, muốn nhờ mợ hai nói với cậu hai một lời. Bà muốn tôi nói chuyện gì với chồng tôi? Chuyện anh ấy bị oai bị nên bị vô sinh hả? Dạ không, tôi muốn nhờ mợ hai kêu cậu hai tới gặp thằng con tôi một lần, nói cho nó biết là cậu hai không còn tình cảm gì với con Dung nữa hết, cho thằng con tôi nó yên tâm, nó không còn ghen tuông nữa. Thằng con của bà nó đang ghen với chồng tôi sao? Anh ta nghĩ là chồng của tôi đang tư tình với con dâu của bà sao? Thiệt là không biết tự lượng sức mà. Tôi biết, một người cao quý như cậu hai sẽ không bao giờ tơ tưởng tới con dâu của tôi. Nhưng cũng vì hôm trước cậu hai có nói chuyện với con dâu của tôi trên đường mà để thằng con tôi nó bắt gặp. Mặc dù con dâu của tôi nó đã hết lời giải thích, nhưng thằng con tôi nó không tin, nên tự ghen đã đâm ra rượu chè, còn hành hạ đánh đập vợ nó rất là tội nghiệp. Nên tôi đánh liều năn nỉ mợ hai, xin mợ hai nói dùm một tiếng để gia đình tôi nó trở lại hạnh phúc ấm êm. Dù gì tụi nó cũng đã có với nhau ba mặt con rồi mợ hai. Chuyện đó thì bà không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, bà đừng có nghĩ ai bị oai bị thì cũng là bị vô sinh đâu nghe.